Thưa quý vị, các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều chương trình hoạt động hấp dẫn để thu hút khách du lịch nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Sau thời gian dài ảnh hưởng dịch bệnh, những dịp lễ vẫn luôn là thời điểm tốt để các khu điểm du lịch kêu hút khách quay trở lại. Tại khu du lịch núi Thần Tài, hiện đang triển khai chương trình tặng trải nghiệm trao yêu thương, với việc giảm 50% giá vé gói phổ thông. Chỉ còn 200.000 đồng trên một khách và tặng voucher tấm buồng miễn phí cho du khách nữ khi sử dụng dịch vụ lưu trú từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3. Bên cạnh đó, sau khi mở cửa trở lại từ ngày 8 tháng 2 năm 2022, khu du lịch này đã cải tạo nhiều cảnh quan, hình thành không gian rộng rãi, trong lành và chú trọng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nên đã thu hút nhiều người dân thành phố và các địa phương khác đến vui chơi và nghỉ dưỡng. Đà Nẵng là một thành phố rất xinh đẹp. Một vài lần trước mình đến thì vì du lịch, lần này thì mình đến vì công việc. Và lần này đi cùng một vài người bạn thì mình cũng muốn quay lại. Ở đây là một số người bạn có giới thiệu mình qua núi Thần Tài. Đây là lần đầu tiên mình đến với núi Thần Tài. Cũng được biết là ở đây có suối khoáng nóng rất là tốt. Thì mình và các bạn đang vừa mới đến đây và đang trải nghiệm dần các dịch vụ. Không khí ở đây rất là tuyệt vời. Mình mong có thêm rất nhiều lần nữa, cơ hội nữa để quay trở lại với Đà Nẵng. Theo giám đốc truyền thông marketing khu du lịch núi Thần Tài, hiện nay khu du lịch đón hầu hết là khách nội địa, chủ yếu là khách lẻ trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành lân cận như Quảng Nam, Huế và nhiều khách đoàn đến từ miền Bắc và miền Trung Tây Nguyên. Hiện nay thì lượng khách đang đến với ngày thường thì trung bình là 300 tới 400 khách một ngày, vào cuối tuần thì dao động gần 1.000 khách một ngày. Thì tôi tin chắc là trong cái tháng 3 này lượng khách sẽ tăng trưởng hơn nữa. Khách sử dụng dịch vụ là tắm khoáng nóng và tắm bùn là hai dịch vụ về chăm sóc sức khỏe hàng đầu. Đây cũng là cái dịch vụ được du khách trong đảo du khách của núi Thần Tài lựa chọn khi mà đến du lịch tại đây. Ngoài ra, Đà Nẵng, Mikazuki, Japan Resort and Spa cũng đang triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn với chương trình tháng 3 giảm giá vé lên đến 40%. Từ ngày 5 cho đến ngày 8 tháng 3, đồng giá vé tắm onsen chỉ 100.000 đồng trên một khách, giảm 30% tất cả các vé công viên nước, dịch vụ spa giảm đến 40% và giảm đến 50% cho khách lưu trú và tổ chức các buổi tiệc buffet hấp dẫn tại nhà hàng. Bên cạnh các khu vui chơi nghỉ dưỡng thì nhiều người dân thành phố và du khách, nhất là các bạn trẻ cũng đã tìm đến những điểm văn hóa du lịch độc đáo như Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng để trải nghiệm. Hiện bảo tàng đang tổ chức chương trình triển lãm chân dung phụ nữ diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 23 tháng 3 năm 2022. Những bức ảnh là sự thể hiện những suy ngẫm về giới, một góc nhìn thân thương về người đàn bà của mình hay về vai trò của người phụ nữ trong đời sống thường nhật của 15 nghệ sĩ trẻ nhằm tôn vinh về phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, bảo tàng đang miễn phí tham quan đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thì nhân dịp 8 tháng 3 thì ngồi đi ăn, đi uống và đi xem phim ra. Thì em thấy trên Facebook có nhiều bạn review về Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Thì em cảm thấy khi mà đến đây thì em cảm thấy thật bất ngờ vì bảo tàng rất là đẹp và có nhiều địa điểm nghệ thuật để em check-in và chụp hình thoải mái. Thông qua cái trang Facebook của Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng thì em có biết là ở đây có một cái triển lãm tranh tên là Người Phụ Nữ, chân dung Người Phụ Nữ. Và thì em cảm thấy khá là thú vị và em quyết định là em tới đây. Và thì triển lãm này, ảnh chụp thì nó rất là đời thường và chụp những người phụ nữ và trong những cảnh sinh hoạt cũng rất là đời thường. Em thấy được là cái vẻ đẹp của người bên trong người phụ nữ. Không chỉ tạo dưỡng hoạt động thu hút khách, mà các khu điểm du lịch này cũng chú trọng công tác phòng chống dịch để đảm bảo môi trường an toàn cho du khách tham quan, trải nghiệm.